70 người sau phản vệ ở Thanh Hóa, sức khỏe tạm thời ổn định. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, có 10 người sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19 đang điều trị tại đây, gồm 8 công nhân công ty Giày Kim Việt và 2 người ở địa phương khác. Chúng tôi đang hội chẩn, đánh giá lại. Cơ bản sức khỏe các bệnh nhân đang tiến triển tốt, không còn thở máy hoặc nguy kịch, vị lãnh đạo cho hay. Bên cạnh đó, 60 trường hợp khác nhẹ hơn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, phần lớn đã được về nhà, không có ca diễn biến nặng. Những người còn lại dự kiến sẽ được về sớm. Như vậy, tính đến nay, liên quan đến sự cố tiêm vaccine ở Thanh Hóa, đã có 4 người tử vong, đều là nữ. Không còn trường hợp nguy kịch. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Thanh Hóa tổ chức tiêm chủng vaccine Verocell mũi 2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng, có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng. Họ được xử trí cấp cứu, điều trị theo phương án và theo phác đồ quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ, nên 4 trường hợp đã tử vong sau đó. Hội tư vấn chuyên môn nhận định, các trường hợp tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở huyện Nông Cống trước đó là do sốc phản vệ, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng. Về quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống và điểm tiêm vaccine tại công ty Giày Kim Việt, hội đồng xác định đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.